Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời tiết du lịch ngày 18 tháng 7. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, do mưa giảm nên tình trạng nắng nóng đã mở rộng trên khắp miền Bắc. Từ khu vực vùng núi xuống đến Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt từ 35 cho đến 38 độ. Ở miền Trung, tình trạng nắng nóng 24 giờ qua vẫn diễn ra trên diện rộng. Trong đó, khu vực ở phía Bắc đèo Hải Vân, cường độ nắng có phần gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 39 độ. Có nơi trên 39 độ như tại Con Cuông ở Nghệ An là 40,5 độ, Hương Khê Hà Tĩnh 39,7 độ, Đông Hà Quảng Trị là 39,2 độ. Và về chiều tối và đêm, mưa rào và dông chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi, trong đó tại A Lưới ở Thừa Thiên Huế có mưa lớn nhất với lượng ghi nhận được là 59mm. Trên vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ đã gia tăng khiến cho thời tiết chuyển nóng bức hơn. Tại Ayunpa ở Gia Lai, nhiệt độ cao nhất đạt mức 35,5 độ. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Trong đó, tại Liên Khương ở Lâm Đồng có mưa lớn nhất là 58,8mm. Ở Nam Bộ, thời tiết ban ngày nắng ráo, mưa rào và dông chủ yếu xảy ra rải rác về chiều tối. Tuy nhiên, một số điểm có mưa vừa, mưa to đến rất to, như tại Đồng Xoài ở Bình Phước là 102mm, tại Tây Ninh là 56,7mm, Bến Tre 74,8mm, Cao Lãnh, Đồng Tháp là 60,2mm. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Tại vùng núi phía Tây Bắc Bộ, trong 24 giờ tới, khối không khí nóng ở phía Tây sẽ dịch chuyển chậm sang phía Đông, cường độ ít biến đổi. Do đó, tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra trên khu vực này. Tuy nhiên, về đêm và sáng, mưa rào và dông vẫn xuất hiện cục bộ. Tại Điện Biên, Lào Cai và Hòa Bình, thì nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 26 cho đến 28 độ. Cao nhất trưa mai tăng lên ngưỡng từ 35 cho đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của khối không khí nóng và hội tụ gió trên cao, nên đêm nay và sáng mai thời tiết có mưa rào và dông. Riêng tại Nam Định thì trời sẽ không mưa, ban ngày trời nắng và oi bức, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và Nam Định sẽ đạt mức 38 độ. Còn khu vực Lạng Sơn và Hà Giang thì nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng từ 2 cho đến 3 độ. Khu vực Trung Bộ ở phía Bắc đèo Hải Vân, do khối không khí nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh và chi phối khu vực này, nên đây được nhận định là nơi có nắng nóng gay gắt hơn cả. Tại các điểm du lịch, thời tiết duy trì mây thay đổi, ngày nắng nóng từ 38 cho đến 39 độ. Chiều tối và đêm khả năng tại Huế sẽ có mưa rào và dông, còn tại Vinh và Đồng Hới thì trời không mưa, nên nhiệt độ về đêm vẫn duy trì ở mức cao từ 29 cho đến 30 độ. Khu vực Trung Bộ ở phía Nam đèo Hải Vân cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của khối khí nóng phía Tây. Tuy nhiên, do nằm ở xa trung tâm khối khí nóng này nên nắng nóng nơi đây không gay gắt như các tỉnh phía Bắc. Tại thành phố Tam Kỳ và Quy Nhơn, trời không mưa, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 37 độ, thấp nhất trong khoảng từ 28 cho đến 29 độ. Trong khi đó, tại Nha Trang và Phan Thiết thì khả năng sẽ có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối. Thời tiết các khu vực này sẽ bớt nóng hơn với mức nhiệt cao nhất không vượt quá 34 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, nơi đây vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió Tây Nam có cường độ trung bình yếu, nên ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía Nam của Tây Nguyên. Tại Đà Lạt có thể xuất hiện mưa vừa, nhiệt độ trong ngày chỉ ở trong khoảng từ 15 cho đến 26 độ. Còn khu vực Kon Tum và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ phổ biến từ 24 cho đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông, trong đó tại Vĩnh Long và Cà Mau xuất hiện mưa vừa. Ban ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất trưa mai dao động từ 33 cho đến 34 độ. Thưa quý vị, chỉ nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km. Vườn quốc gia Cát Tiên là khu du lịch sinh thái khá lý tưởng dành cho những ai yêu thích khám phá. Nếu đến đây vào mùa hè này, các bạn sẽ có cơ hội ghi lại khoảnh khắc đẹp của sắc bướm rừng. Tại Cát Tiên, trong những ngày tới, nhìn chung chỉ có mưa về chiều tối và đêm. Tuy nhiên, cường độ không nhiều, thời tiết ban ngày không quá nóng bức nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Cuối cùng là thông tin thời tiết tại các điểm du lịch biển đảo. Thưa quý vị và các bạn, khu vực đảo Cát Bà và Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Riêng tại Cát Bà thì vẫn duy trì sóng gió mạnh, gây khó khăn cho tàu thuyền lưu thông. Trong khi đó, ở phía Nam, tại vùng biển Phú Quý và Phú Quốc hay là Côn Đảo thì ban ngày có nắng gián đoạn, do đó chuyển sang mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức tương đối dễ chịu, phổ biến không vượt quá 33 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một chuyến du lịch thú vị.